Các bạn thân mến, hôm nay tôi tranh thủ làm một video về Toon Boom Animator. Thì các bạn đã biết cái bài hôm trước tôi đã dạy với các bạn với cái bài bình nước. Thì hôm nay chúng ta sẽ học bài làm ô tô. Đó là một bài rất hay. Thì sau cùng là các bạn lập trình thì thân mến, thì buổi sau tôi sẽ dạy các bạn về lập trình. Kênh của tôi là kênh mang tính chất là về đào tạo, cho nên là các bạn cũng rất thông cảm vì kênh không để kiếm tiền, cho nên là các bạn cứ subscribe và like nếu thấy hay thì chúng ta làm. Đấy, thì ở đây chúng ta đã thấy là tôi đã làm bài này, nhưng mà quay cho các bạn thì rất là khó vì phần mềm tôi hôm nay tôi mới kiếm được. Thì chúng ta sẽ chạy Cartoon Animator. Bài hôm nay là chúng ta thiết kế một chiếc ô tô bằng Illustrator, sau đó chúng ta export sang bên Cartoon Animator để chúng ta rigging, tức là làm cho nó chuyển động. Rồi, thế bây giờ các bạn nhìn thấy, các bạn thân mến, bây giờ ta sẽ làm với bài này. Cái đầu tiên thì các bạn sẽ mở cho tôi cái Illustrator ra. Ta sẽ thiết kế một chiếc ô tô để nó chạy được trên phần mềm Cartoon Animator. Đây là một bài hay và các bạn sẽ ứng dụng nó. Các bạn có thể cài đặt Illustrator ra. Thì ở đây tôi chọn một cái sản phẩm A4. Đấy, tôi bật chiều ngang để tôi vẽ trên cái tờ này. Thế thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên chúng ta thiết kế bánh ô tô. Để thiết kế bánh ô tô thì các bạn chọn cho tôi phần Ellipse Tool. Các bạn giữ Shift và kéo dọc ra. Tiếp theo là các bạn nhân đôi cái đường tròn này bằng cách giữ phím Alt trên bàn phím, hay là phím An của Việt Nam chúng ta gọi là An, Tây nó gọi là Alt. Chúng ta cho nó nhỏ xuống một chút. Đấy, ta đặt nó vào đây. Ta cho nhỏ xuống một chút để gọi là cái bánh nó hơi to một tí. Rồi, đối với chiếc bánh xe này, sau đó các bạn chọn hai cái này, các bạn chọn Align ở trong Windows, bật ra nó có, các bạn chọn giữa. Giữa là biểu tượng căn giữa dọc và căn giữa ngang. Đó, các bạn rồi, đưa về đây. Chúng ta chọn hai đường tròn giữa. Ok. Sau bây giờ thì các bạn chọn Pathfinder nằm bên cạnh menu đó, các bạn cắt đi một phần. Đấy, và bên trong này nó sẽ có màu chúng ta cần. Đấy, chúng ta sẽ chọn cho nó một màu đó. Đây là chiếc bánh ô tô. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cho nó cái đường răng cưa, hay còn gọi là phần diện tích cái phần mà bám đường đó. Đấy, chúng ta cho này nhé. Rồi sau đó các bạn chọn cho tôi cái nút không màu Stroke cho nó, bật cái Stroke lên và không màu. Đấy, rồi chúng ta đập này. Bây giờ tôi sẽ copy sang một cái nữa, và các bạn nhấp cho tôi cái nút Object, các bạn chọn Blend, Make Blend. Đấy, được như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ Blend Option cho tôi. Đấy, các bạn chỉ định step và ta giảm đi. Ta chọn preview để ta xem nó giảm được chưa. Đấy, giảm này nhá. Ok, để thưa này thôi. Rồi, bây giờ đường tròn này tôi để sang bên cạnh. Tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ chọn object, tôi chọn blend distort make with squat. Để tôi tăng cái này lên cho nó biến thành nửa đường tròn. Ok. Đấy, bây giờ đường tròn rồi, tôi mới copy một đường tròn nữa xuống đây. Sau đường tròn này thì các bạn nhớ tôi transform, các bạn chọn Z flex, các bạn bật nút là lật ngược theo chiều ngang. Đấy, và hai cái này thì chúng ta sẽ được nối lại, ta sẽ được một đường tròn. Đấy, đường tròn ta cho nó nhỏ lại một chút. Bây giờ ta sẽ cho nó lên đây. Các bạn chú ý là cho nhỏ đi một tí nha. Cần chôn G các bạn nhóm lại cho tôi.
Đấy, các bạn cho vào đây. Và các bạn làm cái lốp nó ở tương đối như thế, các bạn vào thêm một tí. Ok, bây giờ tôi chọn tất cả, tôi chọn align, tôi chọn giữa giữa. Ok xong, bây giờ chúng ta làm bên trong của chiếc bánh xe ô tô nó đẹp một tí. Chúng ta chọn đây, sau đó các bạn chọn gây điền nút này, các bạn nhấp vào đây, các bạn chọn cho tôi kiểu vòng tròn đấy, rồi vòng tròn các bạn cho lên điền đó. Đó, các bạn chọn ở giữa này nhé, kiểu vòng tròn. Rồi ta sẽ đưa cái hình màu đen này sang lật ngược sang bên này, cho màu đen vào đây, tôi cho màu sáng vào bên đây. Đó, thì chúng ta sẽ được một cái vòng tròn màu đen có phần sáng chuyển sang bên trong, để cho nó vào đây. Đó. Các bạn cho đây, các bạn có thể cho đường viền nó bằng không. Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ nhóm lại và các bạn sẽ chọn giữa giữa. Bây giờ việc của chúng ta làm cho nó có bốn cái đường, tôi cho kín lên trên này. Các bạn chọn giữa giữa. Ok, bây giờ tôi sẽ làm một cái vòng tròn đen ở giữa. Rồi, chỗ này của tôi sẽ cho nó vào nút này. Chọn hai cái này, tôi chọn. Ok, bây giờ ta sẽ làm các vòng tròn với màu xám bạc. À, cái này các bạn chọn cho tôi màu xám nha. Rồi, chọn kiểu dáng cho nó kiểu căn giữa. Đó, thời điểm nhấp đôi của đấy là các bạn sẽ được. Rồi, các bạn để nó đây được. Tôi dựng cái màn tự nhân nó ra. Tôi xếp xong. Rồi. Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái logo Mazda. Tôi cho đường viền bằng không. Đó, cho đường viền bằng không. Cái này thì các bạn lại chọn đây, các bạn cái này màu cho hơi tối một chút thôi. Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ vẽ một biểu tượng Mazda lên trên. Các bạn thấy là với cái tính năng này thì các bạn sẽ vô tư, không phải lo gì cả. Giữ an, đưa vào đây. Đưa vào đây. Vào đây. Đó. Còn các bạn đây. Với cái này thì các bạn cho nó lại một lần nữa để cho nó sáng ở đây. Các bạn cho tầm này. Tầm này. Bạn cho nó tối này. Đó. Rồi bây giờ ta sẽ đưa cái vòng tròn này làm logo. Cho nhỏ lại một chút. Rồi.
Chúng ta đã xong cái lốp ô tô. Các bạn cho nhỏ cái này lại để chúng ta vẽ cái ô tô. Các bạn chú ý là chúng ta vào tham chiếu chỗ này nhé. Đấy, chúng ta chọn cho tôi cái nút mà Scale Corner, Scale Shock and Effect để ta kéo nó đều, không là nó sẽ bị biến dạng. Chúng ta chọn nhớ nút đó. Bây giờ tôi sẽ làm chiếc ô tô. Ô tô tôi chọn cho nó một màu đỏ đi. Rồi tôi sẽ chọn, tôi vẽ một chiếc ô tô này. Kiểu Mazda. Hơi cong lên một chút. Dựng an vào đây. Chúng ta cho này vào. Đây là phần thân của chiếc ô tô. Bây giờ tôi sẽ làm như sau, tôi dùng hai đường tròn để làm cái phần khung vào đây. Sau đó tôi copy thêm một đường tròn nữa vào chỗ này. Đó. Bây giờ các bạn sẽ chọn cái lớn này và các bạn chọn Pathfinder, các bạn nhớ nhấp nút này cho tôi. Để nó thủng một chỗ, tiếp tục cái này cùng cái này. Tôi nhấp vào đây thủng hai chỗ. Và bây giờ tôi sẽ làm một cái đường tròn để làm cái vòng vuông lên. Tôi chọn thêm một cái nữa, tôi cho cái này nhỏ lại, tôi cho này vào đây. Đấy, và các bạn chọn cho tôi vào giữa và align. Đấy, sau đó các bạn cắt bớt cho tôi, các bạn cắt bằng Pathfinder. Ok, tiếp theo tôi dựng một hình chữ nhật, tôi vào đây và tôi cắt cái hình dưới bằng nút cắt. Đó. Và bây giờ tôi sẽ cho cái này bằng một cái con để chúng ta nhớ nhìn. Tôi phóng to lên các bạn nhìn thấy là đó. Và tôi tắt cái đường này đi, nó sẽ không còn bên nữa. Rồi bây giờ các bạn có cái này sang làm đôi cho tôi vào đây. Rồi ta phóng to này lên. Rồi bây giờ ta làm kính cho ô tô. Tiếp theo ta làm thân một cái phần cửa. Cửa này bây giờ ta tiếp tục làm một cửa nữa. Rồi ta làm một cái gương. Gương ở đây không có màu gì này. Rồi, gương màu đen. Bây giờ các bạn cho cái này vào, cho nó nhỏ vào.
Bây giờ việc của chúng ta là làm cho hai cái bánh nó chuyển động. Đây là một chiếc ô tô tôi đã thiết kế xong. Công việc của chúng ta là chuyển sang phần Cartoon Animator. Các bạn chuyển nhé. Rồi bây giờ tôi đưa hai người về đây. Bây giờ với cái này, với cái này thì ta dịch chuyển nó lên lên một chút. Đó. Xong. Rồi chiếc logo Mazda ta ăn hút ra một tí. Các bạn cho lớp ô tô xuống để cho nó hiện lên như này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chuyển nó sang bên kia. Các bạn dùng Adbot ở đây nhá, các bạn cho nó vào đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ export cái này lên. Export thì ở đây tôi đặt là một cái thư mục tên là bài dạy ô tô, dạy dịch. Tôi đặt tên cái này là ô tô. Đấy, tôi chọn vùng 1 export. Các bạn export 300 nhé, 300 cho tôi. Và Chan Valency này, chọn này. Ok. Tiếp tục tôi dùng export cái tôi vẽ một cái lốp này. Rồi các bạn import tiếp, save export, add export, các bạn chọn là load, hay well. Bạn sử dụng nút số 2, vì adbot 2, đây adbot 2, rồi nút số 2, export. Ok, bây giờ chúng ta đã xong, bây giờ chúng ta mở Photoshop để chúng ta chuyển đuôi. Tôi chọn Photoshop. Ta chọn Photoshop để ta làm nhá. Ta mở Open ra. Ta chọn Desktop. Ta chọn dạy editing. Chọn mở hai cái ô tô này ra. Đấy. Rồi, bây giờ ta xếp S với đuôi khác, đuôi Photoshop, ô tô đuôi Photoshop. Đó. Ok, đóng này lại, còn này chúng ta bánh, xếp S, lốp đuôi Photoshop. Đó. Ok, rồi bây giờ ta bật cái này lên, ta chọn Pop, ta chọn nhá, ở đây là Desktop, chúng ta chọn Rigging, chúng ta chọn lốp là một. Rồi bây giờ tiếp theo chọn tiếp, tôi chọn là ô tô là hai. Rồi bây giờ các bạn nhìn thấy là tôi chọn nó lên đây. Cái này thì các bạn làm như sau, các bạn chọn link, bạn nhấp vào đây,
Em đưa nó vào đây. Bánh nó nằm bên trong. Rồi bây giờ các bạn tiếp tục, các bạn tiếp một cái nữa, các bạn chọn nào, các bạn đưa nó vào đây, các bạn đưa vào trong thì đã đưa vào trong đây, nút đưa vào trong ra ngoài nhé, đưa vào trong, ok. Và bây giờ cái nút này các bạn chọn link, các bạn ấn vào đây xong, tôi có ô tô chỉ tập lên xuống link, nó link nó liên kết rồi. Bây giờ ta cho chạy. Tại đây các bạn bật cho tôi Windows, các bạn chọn timeline. Bây giờ lớp well. Bánh này ta chọn transform. Tại đây chúng ta cho âm, các bạn ấn nút này nhá. Cho âm 30. Đó. Tiếp theo này. Âm 60, các bạn cứ đánh thế tự nó chuyển chữ kệ nó. Rồi âm 90, âm 90. Rồi. Tiếp tục các bạn chọn đây cho tôi là âm 120. Ok, kệ nó chuyển thế nhá. Đây âm 120 thì âm 150. Ok. Đây các bạn cho tôi là âm 180. Rồi. Đây là âm 210. Cộng thêm 30 thôi. Đấy, các bạn chọn đây tiếp cho tôi. Âm 240. Rồi, các bạn chọn tiếp cho tôi vào đây là âm 270. Đến đây là các bạn cho tôi là âm 300. Đến đây các bạn cho tôi là âm 330. Đến đây các bạn chọn cho tôi âm 360. Đó. Và bây giờ ta copy phần bánh trước này lên đây. Ta chọn copy. V. Ta chọn hai cái này luôn. Càng dài thì ta lại chọn một lần nữa copy. Ta chọn đây. Đấy. Các bạn chọn đây. Rồi tiếp tục các bạn chọn cho tôi. Đây. Tức là nó kết hợp chuyển động cả xe ô tô và chuyển động bánh. Đấy. Rồi. Ngon đúng không? Ta đưa đến đây rồi. Rồi đến được với lớp well này, bạn chọn transform, ta lại đưa cái này về đây. Nó không được copy cái trên xuống cái dưới được nhá. Và cái này các bạn phải kéo âm 30. À không. Âm 50. Cái này các bạn cho âm 60. Các bạn có thể chạy đây được. Âm 90. Âm 120. Để nó quay ô tô lên phía đằng trước ấy, không có là chạy lùi. Này âm 120 rồi âm 150. Các bạn đây các bạn chọn cho tôi là âm 180. Âm 210. Âm 240, âm 240. Này các bạn chọn cho âm 270. Sắp xong rồi. Bạn cho tôi âm 300.
âm 330. Nó có thể sai đi một ô cũng được. Âm 360. Bây giờ ta copy chỗ này ra chỗ thằng này. Giữ shift chọn các nút OK copy. Ta copy link copy các frame. Các phim các phim cho nó thêm để bằng bên kia. Rồi, đã đến đây nhé. Bây giờ chúng ta chọn về phần ô tô transform. Ô tô các bạn kéo cho tôi về góc về cuối cùng. Đó. Thì transform của ô tô ở đây. Rồi nào, bây giờ các bạn chọn ô tô. Ô tô nhá, các bạn cho nó ô tô nó nhỏ lại. Thì tại đây chúng ta rồi. Tôi xin lỗi là cho này nhé. Bây giờ ta cho ô tô chạy sang bên này. Ta có thể thôi cho nó chạy này. Đấy, thì các bạn kéo cho tôi đến cái phần phần đây. Đây nha, các bạn kéo cho tôi sang bên nút bên đây. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát chiếc ô tô chạy. Ta tắt cái này đi. Rồi bây giờ các bạn nhìn nhé. Cái bánh tất nhiên là tôi xoay nó vòng nó không ấy, cho nên là xoay chậm, đi chậm này, đi nhanh thì các bạn kéo nhanh. Nếu mà chúng ta đi nhanh thì chúng ta cho vòng nó chạy nhanh. Đấy thì nó chạy đến đây. Đây là cái đây là đi chậm, nó đi nhanh. Đi nhanh thì các bạn bật timeline lại. Đấy. Các bạn nhìn vào transform của cái ô tô. Thì các bạn chỉ cần đứng giữa này. Các bạn cho nó ra luôn tận đây rồi. Đó. Thế thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn thấy là nó đi rất nhanh. Chúng ta tắt thử cái này đi. Đấy. Đấy, đi rất nhanh. Nhanh hơn cái vận tốc như vậy. Đó. Thì đây là một bài học mà chúng ta muốn cho cảnh nó lên. Các bạn nhấp vào phần đây là vẫn đang chạy đấy. Chúng ta sẽ sử dụng camera để chúng ta cho background. Chúng ta cho đường phố lên. Chúng ta cho pop cũng được. Đấy. Thì tại không này, các bạn cho kéo cái này rộng lên. Các bạn có thể
dùng camera để chúng ta zoom in zoom out. Rồi các bạn có thể hướng cho nó chạy đến đây. Rồi tôi đến đây rồi thì tôi bắt đầu được bật cái nút này. Đấy, tôi sẽ cho nó vào trong. Đó, bật nút này nhá, để các bạn kéo thôi. Đấy, đây là zoom camera. Phải bật nút này. Đấy. Xong rồi đến cái đoạn này. Đoạn này thì các bạn lại lại zoom sang bên này. Camera đây các bạn chuyển sang. Chuyển sang đây. Đấy, thì cái nhà là cảnh của cái nhà đằng sau kệ nó. Thì các bạn chú ý là các bạn muốn zoom in zoom out các bạn chọn này. Đó. Đến đây các bạn có thể chọn độ phóng to này. Đó. Khi nó ghi thì chúng ta sẽ phải ấn nút đỏ. Chúng ta sẽ to lên chỗ này. Đó. Bây giờ ta chạy thử nhé. Đó, các bạn nhìn thấy tác động được đấy. Tôi ghi lên, ok. Đấy, camera nó chuyển sang bên kia. Ok chưa? Rồi, bây giờ là chúng ta đã hiểu ra vấn đề của bài học. Thì cái hình của chúng ta đằng sau chúng ta sẽ tự chuyển động. Đây là một chiếc Mazda 6 đời 2008. Tôi xin dừng video ở đây. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và làm theo tôi nhé.